Yes. 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 Alamaz. Homer. Yes. Yes, 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 yes. Alamaris. Rogan. Lauren. Rogan. Alamaz. Yuri. Vâng, chờ quay trở lại trận đấu chung kết thứ hai. Quân lại xấu hơn rồi, xấu hơn tương đối.
Vâng, nhưng bài này bài ban của em Tù Chip Boy là bài em đánh 17 dân. Em có 9 được không? Tôi nghĩ phải sang 10. Sang 10 không hay là chớ cuối 9? Sang 10 rồi. Mèo mèo cầm pơ và khả năng mèo mèo đột biến là rất cao. 10-06 với 17 dân. Vâng, 3 con nông dân ăn vàng dành cho game thủ màu 6 thôi. Mèo mèo người cầm Persian điểm số đang khá cao. Quay ruộng và gặp ai? Hy vọng là nó một đừng có gặp game thủ mèo mèo. Để rồi mà chết thì nghiệt. Chim sẻ 24 và sẻ cũng lên đời là khá sớm. Sẻ là người đánh không đánh lờ tại nhà. Vâng, em đánh lờ tại nhà và là người Hồng Anh correct. Và màu 4 là trong 3 giờ. Màu 4 là người cầm hit à? Hit. Hit của BB trong 3 giờ này. Cắm luôn cho nó nghi mặt. Không thì 2L. Ôm bom đi. Chip Boy đang có một cái khoanh ruộng trong phía cái hốc của mình. 1L thôi. Đang đi vào nhà màu 3 của Tuấn Lưu Danh là người cầm cái gì? Bên đội bạn có Baby Hit Hit Mimper. Và đây là Baby Bon của game thủ Tuấn Lưu Danh. Chưa lên đời á. Này chùa lên. Chùa lên này. Mèo mèo đang chọc ai thế? Đừng có bảo tôi là mèo mèo chọc nó 1 và mèo mèo chọc nó 1. Úi tỏa. Thôi. Thôi là thôi. Đúng các bạn phải lấy là thôi. Thôi thì em cũng lưu danh đến suốt đời với khả năng 7E thôi. Mày 7E đánh thế thì chịu. Cứ tưởng không biết cuối cùng nó lừa cho. Chim sẻ. Chim sẻ đi nắng 26 thôi. Em vẫn đang cần cứ game thủ mèo mèo. Không hiểu mèo mèo đánh ai. Tôi bây giờ quay sang No 1. 27 ơ. Cũng đang bị công nhưng tham lai vẫn được. Chip Boy 21 đang có một trận đấu cầm pan tham được nhưng mất một con giò. Đúng là nó tội đồ. Và phải đánh được nhà Hitty cơ. Đây ô. Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh mới là người quyết định các bạn. Hồng Anh đang đánh tốt game thủ mà 4 nè. BB người chủ lực chính. Hồng Anh là người đang đánh hay. Nhớ mà được bình chọn ai là người đánh hay nhất trong buổi chiều hôm nay thì Hồng Anh mới đang là người ngôi sao sáng nhất. Vừa đánh ngay và vừa bơm đồ cho cả đồng đội. Vào. 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 Rốt. Tốt. Tuyệt vời em ơi. Và màu 6 đã trong đây nữa. Và Chip Boy 25-40 rồi em ơi. Đánh chết thằng BB đi. Đánh chết thằng BB đi. Và sau đó là vâng để cho No 1 lên tham. No 1 37 tuyệt vời. Và đẩy feed mail cho tôi. Hồng Anh đi 27. Em đang đánh quá tuyệt vời. Một trận đấu đi chết hết của đủ BB rồi. Phải giữ chém bên trong nhà BB đi. Để không cho BB hồi. Không cho BB hồi. Rốt tốt tốt. Tham tươi luôn. Tham mình ăn tham tươi mà một Lady Gaga con gì vậy? Lady Gaga con gì? Vâng, Lady Gaga dường như là Babylon. Hai bài của 10 Hồng Anh đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Và Chip Boy 29 rồi. Thằng Pan là 29. Và chỉ còn duy nhất game thủ súng con thôi. Vâng, nông Tam mình đang đè. Và Tam mình là Tam ưu khi có Pan. Rớt. Vâng, bây giờ thời điểm bắt đầu bị bắt giò bởi game thủ EE. Nhưng bây giờ nào, he bận lắm, he đang bận lắm em ơi. Cứ thoải mái chém thôi. Để một con cung. Tốt. Và sẽ là hai đều thôi. Nó 150, 53 cơ. Được đồ nhồng, được đồng đồ nhồi đồ là quá tốt. Thủ 4. Thủ 4.
Tuyệt vời đến từ cầu thủ đầu 1. Và Hồng Anh trận đấu này là người điểm nhấn. Chip Boy đang có tầm lại cầm pan là 34-40. Quản chặt cầu thủ số 4 vào. Kìa cung R đâu? Tôi biết mà, kiểu gì có y mà. Xong để một vài cung R, để hai cung R bên trong nhà thủ được ngay. Tốt. Dũng còn cực khỏe. Không kìa, vẫn hở kìa. Hở. Kìa. Vẫn thiếu. Mất cái ốc này thì hoảng. Không ai cứu được cái tên này, cái thủ Chip Boy. Mất cái ốc, đúng là định mệnh cái ốc này luôn. Chém 4 đây, chém 4 đi em ơi. Chim sẻ nắng. Đang có một tầm này là 23-28, tham ưu luôn. Sẻ mà không còn việc gì là bơm vàng cho Chip Boy. Bơm vàng cho Chip Boy đi. Không có gì mà. Hồng Anh 15, thời điểm ban đầu em làm quá tốt rồi. Hồng Anh vẫn đang làm cho BB làm quá khổ. Hôm nay Hồng Anh thực sự là cần tốt BB luôn. Rất nhiều trận Hồng Anh ôm chết BB rồi. Nó một tầm này là 67. Và bây đang bị cả em thủ Dũng Con đi vào nữa. Ơ kìa. Đánh cẩn thận vào. Bắt đời phải ê. Rồi. Tròn vẹn. Và đẩy lại. Ôi lạc đà của game thủ Chip Boy này. Nào thế bây giờ làm sao? Ban cung giờ. Nó là siêu nhân trong trận đấu này rồi. Đầu máu. Chip Boy về hông đấy. Dám ra cứu á, meo meo can á. Persian dám can này, can cậu à. Bảy mươi lăm nhân 92. Và đây là cái thủ Persian này thì làm ruộng với cậu à, làm ruộng với cậu này. Hồng em 13. Chip Boy tầm này là 36 tầm ban. Chương trình tạm ép coi vẫn đang liên diễn ra liên tục. Và sau đây sẽ tên đột biến đến từ thủ Hồng Anh. Hồng Anh sẽ được đột biến sau một những cái trận đấu như này. Khán giả rất đâu chú ý đến Hồng Anh nhiều hơn. Và cũng phải cảm ơn đến game thủ Gunny, anh Chim Đận là quá tuyệt vời cho thủ Hồng Anh nữa. Quá hay cho cả bộ đôi Gunny và vâng Ligami, tức là vợ Hưng Nhổn cũng sang đây để có thể Chim Đận tốt cho cả bên phía game TV. Vâng, cũng không thể quên ủng hộ cái thủ Hưng Nhổn. Vâng, nếu phải có những kiểu đấu hay như này. Bắt thêm tân quân này của game thủ màu 1. Và đây là cung hít đi đầu máu rồi. Vút đi. Chạy đi. Thôi anh ấy không chạy nữa rồi. Quên rồi. Và hai đều ở trong trận đấu thứ 5 chung kết trong mơ của buổi chiều ngày hôm nay. Yeah.